dừa phải không? Đúng không? Đây là vị bơ dẻo dừa non. Lên rồi nha mọi người. Lên rồi mọi người. Ui, vị dừa, chị phải ăn dừa lắm. Cái này nó sẽ hơi ngọt hơn với hai cái vị còn lại một chút xíu. Thì đúng rồi. Bởi vì là đường nó cũng là một thành phần bảo quản tự nhiên. Còn 5.000. Anh ơi, cái ngày nào mà nó vui nhộn hơn xíu được không? Rồi, một cái set tiếp theo. Cái này cao cấp hơn, set này mọi người đem đi làm quà tặng nhá. Bóp vào đây. Giữa hai khe này cơ. Đây, cái này nha mọi người. Đó, nó nằm đó. Mở ra như thế này, chỗ này quai sắt da nè. Đây, cái hộp nó sẽ như thế này. Quai dẹp đi chị. Mở ra. Ê. Đó. Ở bên trong nó sẽ như thế này. Trời ơi, đấy. Đây. Đây là cái gì đây em? Đổ hả? Đúng không? À, không phải để dĩa phải giao dĩa để cho mình cắt bánh nhưng mà cắt được hay không thì em không biết bởi vì em chưa thử. Ok, đây là dao và đây là dĩa. Dao ở dĩa. Rồi bên trong này có 4 hộp, con cò bé, con gà. nhỏ rồi chứ, người chửi mặt cho người ta kêu không biết con hoạt hay con cò. Con hạt mọi người ơi, con hạt nha mọi người. Đó, ở bên trong nó sẽ là một chiếc bánh giống như thế này. Cái này sẽ là pre-order 14 ngày nha mọi người. Pre-order 14 ngày chứ không có hàng sẵn mọi người ơi. Mọi người sẽ nhận trước Trung Thu ạ. Nhận trước Trung Thu nha. Vì này lấy là... qua Trung Thu ai lấy nữa mà không nhận trước Trung Thu. Trời ơi, nói vì chung này quá. Là vị thập cẩm bào ngư sốt XO. À, có bào ngư hả? Vâng, có bào ngư. Bào ngư là con bào ngư đó hả? Con bào ngư luôn. À thế á? Vâng. Em bóc ra đi, em bóc ra đi. Vâng. Nghe gì? Thì sao mà? Bánh Trung Thu bào ngư mọi người. Này, bánh Trung Thu bào ngư. Ê, đẹp vậy, em mày bóc ra cho chị đi. Cái này là vị cốm dẻo dừa sợi nhá mọi người. Đẹp quá à. Và cái vị cốm dẻo dừa sợi này thì bắt đầu từ 3.000 set tiếp theo thì bọn mình sẽ làm màu xanh thay vì màu trắng. Bởi vì cái cốm này nó dẻo chị ạ. Nó bị dây ra cái màu xanh ở trên cái nền màu trắng ấy, nó không được đẹp cho nên là em thay thành màu xanh luôn. À, chỉ còn 3 set đầu, 3.000 set đầu sẽ là không, màu trắng. Đúng rồi. 3.000 set đầu sẽ là màu trắng. Còn lại là màu xanh hết. Còn set sau thì cái cốm sẽ là cốm xanh nhá mọi người. Đây. Mọi người nhìn nhá. Đấy, Trung Thu. Anh ơi, cái chung nhạc khác được không? Được. Em rất là ý kiến với cái nhạc. Đó. Đây là vị chocolava maca. Chocolava maca. Nó sẽ có hạt maca ở trong ấy chị. Đó. Đây nhá mọi người ơi. Đây thì rồi, đây rồi, cái set này bao nhiêu? Ngày một set đúng không mọi người? Bây giờ Hằng sẽ mổ xẻ ra cho mọi người nghe nha. Tôi mở sẻ ra cho mọi người coi. Ê, mình bỏ ra đi hả? Vâng, chị bỏ ra luôn. Lại là ui đẹp nha. Nhìn xa đẹp ghê. Cái này là vị gì hả chị? Vị này vị dứa hả? Vị đầu xanh hay sao? Thế thì mà không sao chị ạ? Vẫn có. Vẫn có trứng mọi người nha. Ui
thể gì. Nếu như mà cắt ra thì bên này người ta có trứng mà bên này lại không có trứng thì nó không không được đồng đều nhỉ. Tính bắp đớp nhỉ. Nhưng mà thôi, cả nhà mình ơi, ăn thì không được tranh giành nhau nha. Người có trứng người không cũng được nha mọi người ơi. Rồi đây, vị tiếp theo. Set này là 500 ngàn cho một set nhá. Mọi người sẽ mua về để đi tặng nhá. Cái này vẫn là pre-order 14 ngày nha mọi người. Cái này là bì bào ngư sốt XO. Bào ngư sốt XO. Đó là cái trứng nằm đâu là lẽ đó. Cái này không có trứng anh ạ. À. Cái này có 3. Cái này là thập cẩm bào ngư sốt XO. XO là gì? Cái này ngon lắm, chị thử ăn đi. Em chưa bao giờ ăn cái thập cẩm nào mà ngon như cái này luôn á. Chị ăn bóc ra hết rồi chị mới ăn. Từ từ đây nhá mọi người, vị này tiếp theo. Vị này vị chị em. Vị này là vị choco lava maca. Choco lava là cái gì? Lava. À choco lava hả? Đây. Đây. Đây sao nó khác lạ vậy ta? Cái vị này sao nó lạ vậy? Ở bên trong nó là gì em? Nó là sô-cô-la và hạt maca. Ui thơm lắm, thơm cái mùi. Thơm cái mùi bánh trung thu. Không, cái thơm mùi bánh trung thu là cái vị này nè, mới giống nè, cái vị này là lạ hơn nè. Đây, bắt đầu cái vị này đẹp nè. Vị này là cái vị đẹp nè, để đến cuối cùng nè, hoa hậu rồi xuất hiện sau cùng nè. Không, vị này là đẹp nhất đấy chị. Nhưng mà chị thấy nó đẹp. Đẹp nhất. Ờ, đây nhá mọi người. Đây cái vị này không, cái mình cắt đi cho con dao này nó có cái tác dụng em. Một trắng đẹp. Rồi. Nào mọi người ơi, hướng mắt về đây nào, hướng mắt về đây nào. Đây. Đó, thấy chưa? Rồi, 500 ngàn cho một set mọi người ạ. Sẽ là 500 ngàn cho một set, bao gồm tổng cộng là 4 bánh tất cả. Và sản phẩm này không có hàng sản. Bắt buộc phải pre-order trong vòng 14 ngày nhé mọi người. Tối đa là 14 ngày ship. Đó, tối đa là 14 ngày đúng không? 14 ngày, tối đa là 14 ngày. Tối đa sẽ là 14 ngày ship và sẽ kịp trước trung thu cho mọi người. Và sản phẩm này là khi mọi người có đơn hàng là bắt đầu mới làm hả em hả? Đúng rồi, tức là phiên live này với là phiên live tiếp theo của Quang Linh và phiên live tiếp theo của công ty Hoàng Tiến thì sẽ là dừng pre-order. Đúng rồi, cái này là thập cẩm bào ngư sốt XO. XO là gì? Mọi người ơi, còn 400 set nữa hết hàng hả? Đấy thì bao nhiêu set? 3.000 set. 400 set hết hàng. Hết là hết sạch luôn á. Ừ. Là phiên live, trong phiên live của Linh nữa là hết sạch. Ê, chị ăn thấy có cái gì nó dai dai là gì em? Bào ngư ấy chị. Bào ngư đó. Bào ngư dai ấy chị. Ờ, vậy hả? Chị ăn bào ngư được không chị? Ờ, sao ăn bào ngư được không vậy? Chắc xẹo. Đồ biển ấy. Ừ. Hải sản ấy. Thôi, ăn cái khác đi. Nút vô đi thôi, nút đi. Ủa lộn, nhả ra đi em nhầm. Nhả ra đi chị. Lộn. Người sorry mọi người. Ủa sao kỳ vậy? Hôm nay mình không được ăn cua rồi đó. Không được ăn hải sản ấy chị. Ồ. Quên mất đấy, em quên mất đấy. Thiệt thòi nhầm. Thiệt thòi ấy. Trời đất ơi. Nói vừa cắn được một miếng bắp nhả ra đó. May mà thấy dai dai ấy. Chứ chị mà không thấy dai dai là chị ăn hết cả miếng rồi đấy. Ồ. Ê, nhưng mà mấy cái bánh này là hết trơn rồi em. Hết, hết sạch rồi. Cái này được. Em lên 10.000 rồi đấy. Ừ. 10.000 rồi đấy. Chù lai á. Ừ. Mỗi vị này em lên 10.000 thôi hả? 3 bì luôn, 10.000. Rồi, mọi người ơi, cái set này hiện tại đang còn là bao nhiêu set anh hả? Còn bao nhiêu set hết hàng anh nhở? 100 set hả? 100 set nữa là sẽ hết hàng nha mọi người ơi. Ừ, cho vào, cho vào đấy đi.